Hello các bạn, hôm nay sẽ là một ngày, một trong ngày thì một ngày mình rửa bát. Hôm nay mình rảnh quá, chẳng biết làm gì hết nên là ra rửa bát. Thì mình là một con người cũng rất là thích rửa bát, nhưng mà mình không rửa bát thường xuyên thôi. Nên là mình sẽ rửa bát cho các bạn cũng biết là kỹ năng rửa bát của mình có ok không nha. Chị Jenna của mình á, bảo là dùng bao tay để không có bị khô tay, nhưng mà nhìn thấy không? Đeo bao tay luôn. Bây giờ mình sẽ rửa các bạn xem nha. Các bạn sẽ nhìn vào những cái kỹ năng của mình để các bạn tấm cho mình. Đó là một chàng trai biết rửa bát. Đố các bạn cái này gọi là cái gì? Cái này là cái lưới. Cái lưới để rửa bát, cái búi rửa. Đó. Mình sẽ cho cái xà bông như đây. À, mình biết một cái trò này hơi hay. Đây, các bạn lấy nước đúng không? Đó, rồi các bạn cho bông xà bông vào. Đó, các bạn ngoáy thế lên. Ai dậy các ta? Chẳng là chỉ có biết từ anh thôi. Đó, đó cái xà bông đúng không? Thì sẽ rửa. Đây, sẽ bỏ bỏ chân chà nó ra, không rồi rửa. Các bạn đừng lấy nhiều xà bông nha, nhiều xà bông quá sẽ bị trơn, mình rửa lâu lắm. Ít ít thôi. Này mình lấy hơi nhiều, vì chán nó hơi lâu. Đó. Các bạn thấy kỹ năng của mình nghe không? Các bạn nhiều, các bạn cứ tưởng mình là không thể bột, nhưng mà mình biết rửa bát đấy, rửa bát còn là điệu nghệ đúng không á? Nếu rửa bát là một môn nghệ thuật thì mình nghĩ là mình là một nghệ sĩ. Nghe nghe kìa. Cẩn thận cho nó sạch ra ngoài xíu đó. Đó. Rửa cái chỗ mà mình hay chạm môi vào mình uống. Rửa cái đáy là không có gì làm khó được. Đây, đây cái tô canh này con giải ra cầm như này. Trời đẹp. Mưa đẹp. Hôm nay nhà mình ăn ít cơm nên là mình mới rửa, chứ ăn nhiều cơm mình cũng chả dám rửa. Nhiều bát, nhiều dĩa, nhiều tô. Mình lười lắm, nhìn cái mình bị ngại á. Cầm cái nước này. Cái này thì siêu easy. Rửa bát mà không biết rửa bát nữa thì nghĩ là các bạn nên tập rửa để phụ ba mẹ. Ba mẹ mệt mỏi, ba mẹ đi làm mệt, thấy mình rửa bát, mười điểm, mười điểm. Đó, bát dễ thôi mà. Đây đũa này mình cho vô rồi mình xoay rồi mình thấy có ai còn lại không? Nhưng mà mình không nhớ. Đó, mình rửa mấy cái chỗ mà mình đục đồ ăn này, với lại đục vô cái miệng của mình nữa, nên là mình rửa kỹ hoặc là nó bẩn đó. Ủa, không muốn chín nữa đâu rồi. Ủa, gì vậy? Đó, rửa đồ gỗ thì phải rửa càng kỹ nha. Đồ gỗ thì các bạn thấy đằng sau là gì không? Thì các bạn sẽ thấy cái logo của Hay Lao. Mình đem Hay Lao nhiều quá, cái mình được mấy anh chị nhân viên, mấy anh chị staff tặng luôn. Đây là cái muối múc canh này. Bây giờ mình sẽ rửa cái bát. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Nè, xong rồi mình để cái rửa bồn này hơi bị hay. Sau đây phải rửa cái lưới này đã. Xong mình cầm cái này này, mình cua cua cua. Sai. Sao mà biết được. Đó, rửa cái mồi cho nó sạch sẽ. Đó, xong. Rồi bây giờ tráng thôi. Rồi xài chén ra. Xài chén cứ xài qua xài lại. Đó. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Xong rồi. Rửa xong, cho vào đây. Ráo nước rồi ăn tiếp thôi. Xài, xài tiếp. Thành công rồi. Rửa cái chỗ mà để cái nước này. Hay
Được không ạ? Nếu mà còn xà phòng á là mình sẽ bị ung thư á, mình phải rửa cho nó kỹ. Đó, phải rửa kỹ. Vành, kỹ. Môi là luôn. Ngày xưa mình làm như này cũng bị bắn cơ. Thì các bạn là chơi trò này nó bị bắn ra ngoài không? Cái đũa mình vui này, nghe cái tiếng như kiểu cái tiếng mà mình đập vào cái đầu á. À. Kỹ. Sau này còn ăn tiếp nữa nha. Không. Nhà mình ăn cơm sớm á. Bình thường mình học thêm hay là gì, mọi người thầy cô đang hỏi mình là ăn cơm chưa? Học thêm tầm 6-7 giờ, xong rồi thầy cô hỏi, ủa sao ăn sớm nhỉ? Thì xong rồi tại vì từ ngày xưa từ cái đợt nhà mình ở Hà Nội ấy, nhà mình ăn rất là sớm, ăn từ lúc 5 giờ là mình ăn ở về nhà phát là mình ăn cơm luôn. Tối ăn tối gì nữa thì nấu mì mình ăn thôi, ăn sớm. Mình nhà mình ngày nào mà ăn muộn là bụng đói meo. Mẹ mình không chỉ mình, à có chỉ mình lúc mà mình rửa rửa mình không có cái đó là nó mẹ mình nhỏ rửa lại cái rồi mình biết cầm lấy cái vành này mình thấy là mình nhìn mẹ mình làm đó mình bắt chước theo mình rửa luôn. À xong để sau các bạn nhé, bây giờ chúng ta sẽ rửa lại với cái bồn này, rửa hết sạch. Các bạn thấy mình rửa bát như nào, các bạn hãy comment cho mình biết nha. Nếu mà hot thì mình rửa tiếp, mình sẽ đợi khi nào nhà mình có tiệc các mình một đống mình sẽ rửa cho các bạn xem. Ok, thì các bạn thích thì các bạn hãy like, share và subscribe cho mình nha. I love you.